Bác Chí ơi, thằng Quế nó rút trộm bờ rào đấy bác Chí ơi. Trông điêu thế nhỉ. Trông nó cứ điêu điêu thế nào anh Nhân à. Nhìn thế này liệu có làm ra cái tổ chim không? Mình chào tất cả các bạn nhé. Sáng nay ấy, thì mình có soi cái tổ chim họa mi của mình, thì là mình thấy là nó cứ cảm giác chạy vòng quanh rồi nó kiếm được một cái chỗ ở cái chạc ba của cái cành rong bờ rào ấy, thì nó đặt cái tổ ở đấy và nó không chịu làm vào cái tổ của mình. Thì hôm nay mình có xuống dưới Nhân này này, mình xuống mình xin ít tre để mà mình cuốn thành một cái vòng và mình lấy một cái ít lá cọ để mà đan cho nó cái tổ. Thì mình cố ý làm theo kiểu mà nó giản dị ấy, tức là nó dân dã như này để cho con chim khiếu nó đỡ sợ, thì may ra nó sẽ làm tổ vào. Còn bây giờ mình đi kiếm một cái tổ khác hoặc là đi kiếm một cái rổ thì anh sợ là màu xanh màu đỏ ấy là chưa chắc nó đã dám làm. Thôi mày đừng có bôi bác anh nữa đi, đây là cái tổ anh làm cho chim đấy, thì liệu có ổn không? Ổn ổn. Nhưng mà sao nếu mà lọt trứng thì liệu nó có biết gấp thêm vào rác không? Nó cam vào nó cuốn vào đi. À ừ nhỉ. Nó sao được? Thế này cứ thế này anh và anh đặt vào cái tổ đấy nhá. Mới lại tiện ở đây xem mà chú xem bác Chi có thức nhỉ? Bác Chi nha. À ừ để anh và anh hỏi bác Chi. Ờ bác Chi à? Cái con mèo độ này có khỏe không bác Chi? Kia nó ở trong nhà. Bác đã thả nó ra chưa? Đây rồi đây. À lại vào đây. Để cháu xem nào. Lâu lâu tiện thể hôm nay xuống đây thì thăm lại bé mèo ngày xưa mình mua ở trên quán thịt ấy, thì mình có biếu cho bác để bác nuôi. Ở trong trong nào bác? Bà bác thả tận trong đấy á? Ồ bây giờ thì cháu tưởng trước bác để trong bếp mà. Đấy mà, con nuôi gà. Dạ. Đó. Bác thả rông nó chưa? Nó nằm đây. Ở đây nó ngoan. À đây nó thuần, nó thuần chưa bác? Hả? Nó thuần chưa? Ừ thuần lắm rồi. Thuần lắm rồi. Nhưng bác chưa dám thả. À vâng. Bác giờ sờ vào nó được rồi đúng không? Hả? Bác giờ sờ vào nó được rồi đúng không? Sờ được rồi. À tốt rồi. Đây là số mày may mắn đấy đúng không? Chứ không bây giờ thì chắc là thành đất thành xương cốt rồi. Cảm ơn cháu mà. Có gì đâu. Thôi thôi cháu về đây, cháu tiện ngó qua nó tí. Cũng lạ thật, cái tổ đẹp như này mà nó không làm nhỉ, mà nó lại thích nằm ở trong cái góc kia. Kia cái góc mà lúc sáng mình soi cam là mình thấy con chim nó cảm giác vào đấy này, thì cái tổ này là mình sẽ đặt vào trong cái góc đấy. Đây. Thôi được rồi, chắc là kiểu nó cũng thích hoang dã ấy. Mới lại cái tổ này hình như là nó, mình thấy là nó cũng hơi sâu hay sao ấy, cho nên là chim nó không thích. Cái con họa mi kiểu như là nó to chim ấy. Thì đây mình sẽ đặt cái tổ này vào đây này. Đó. Mục đích là mình muốn làm bằng cái này thì trông nó sẽ hoang dã, thì khả năng cao là nó sẽ không bị hoảng sợ ấy. Đây là mình nghĩ là không bị hoảng sợ, còn việc nó làm hay không thì lại phải phụ thuộc vào may mắn đấy các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lấy dây kép mình buộc vào đây nhé, buộc cho nó chắc chắn cố định vào đây, sau này là nó có thể đan thêm rồi xoăn sẽ làm tổ tiếp. Đó. Rồi. Thế là mình đã làm xong cái chiếc tổ ở trong cái góc này để cho cái con họa mi của mình nó có thể là nó sẽ làm vào đây. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đi ra này. Cả ra cái tổ này mình thấy là nó cũng đẹp đấy chứ. Mình đặt ở đúng cái vị trí mà mình gọi là đắc đạo mà tại sao nó lại không làm nhỉ? Mình vẫn nói như lúc nãy, chắc là mình nghi là cái tổ này là nó bé quá. Cái con họa mi chim nó to ấy, cái tổ này nó bé là nó không muốn làm vào đây. Thì góc kia là mình đã làm xong rồi. Bây giờ là mình sẽ sang bên cái chuồng con trào mào các bạn ạ. Mình sang chuồng trào mào là mình sẽ nhặt cái quả trứng này ra. Bởi vì như hôm qua mình soi ấy, mình thấy quả trứng nó rất chi là trong, khả năng cao là nó không có trống. Thì mình nhấc nó ra để cho nó có thể là sinh sản thêm một cái lứa nữa. Không thì bây giờ cứ để cho cái con, để mình đóng cái cửa đấy. Cứ để cho cái con trào mào mái ở đây mà nó ấp thì nó phí mất một kỳ. Lúc mình vào đây là nó vẫn đang ấp ấy, nhưng mà mình vào cái là nó lại chạy ra này. Trứng nó còn trong vắt thế này cơ mà. Trứng trong lắm. Để xem. Trứng này là trứng không có trống. Trứng này hỏng không? Mình bỏ nó ra để cho nó làm, à nó sửa lại tổ rồi nó đẻ thêm quả khác. Mình sẽ ra mình đập cho các bạn xem là trứng hỏng. Ôi vẫn ấm. Nó nằm suốt ngày ở đây mà. Mà thấy mất trứng nó đang chí chóe đấy. Đây để mình ra cho các bạn xem nào. Trứng không trống. Quả trứng này không phải không trống mà trứng hài lòng. Mình nghi là trứng hài lòng chứ không lở được. Đúng không? Nhỉ.
để mình cho các bạn xem luôn. Trứng này là trứng hài lòng này. Quay à. Đây, ung rồi. Ung rồi. Đấy. Không phải hai lòng mà trứng ung. Hỏng rồi. Có mùi, hơi hơi có mùi các bạn. Hơi hơi thôi nhưng mà không nặng lắm. Hỏng rồi. Dê ơi. Dê, dậy đi dê ơi. Dậy. Ngủ ở trong này à? Ngủ với gà à? Mình vừa ra ngoài vườn hái một ít cỏ mới về để cho dê các bạn ạ. Thì những chú dê của mình nó đẻ vào đúng cái đợt này là kiểu mùa xuân ấy, cho nên là cái cây cỏ vườn nhà mình nó lên cũng tốt. Với lại ở ngoài đồng là những cái cây rau muống mình trồng ở bờ ao này này, những cái cỏ nữa nó lên cũng mạnh, cho nên là đồ ăn cho dê thì không phải là quá thiếu. Đây, gọi là mình hái một tí cái cỏ mới để cho dê ăn thôi, nhưng mà thực ra thì nó cũng không thiếu. Ở đây con dê con đâu nhỉ? Hôm qua các bạn thấy đấy là mình chỉ có thả hai con dê mẹ con vào đây thôi, nhưng hôm nay lại có một con đúng không? Là vì con này hôm qua kiểu là nó chạy ngược chạy xuôi ngoài vườn ấy, không biết nó dẫm phải cái gì nó bị tập tễnh chân. Thế là mình chuyển nó vào trong này để cho nó đứng này. Thôi để mình xem con dê con đâu là. Chắc là nó nằm ở trong này với đàn gà đấy. Dê ơi. Dê. Ngủ à? Ấy ngủ gật. Nó đang ngủ gật này. Dậy dậy dậy. Hôm nay mình thử cân cái con dê con này xem là được bao nhiêu cân các bạn ạ. Để xem là sau một ngày khi mà đẻ ra thì chú dê con của mình đạt trọng lượng được bao nhiêu. Đây. Đang ngủ, đang ngủ. Tối là nó toàn rúc ở trong đấy nó ngủ thôi. Hôm qua ở quê mình thì thời tiết nó vẫn còn ấm ấy, thế nhưng hôm nay thì gió bắc về rồi là thời tiết nó hơi lạnh. Đây cái cân đang ở mức 0 các bạn nhé. Để cho bạn xem là bé dê mới đẻ ra là xem là nó nặng được bao nhiêu nè. Đứng lên đây. Đứng lên. Ôi không đứng à. Đây được 3 cân rưỡi. Được 3 cân rưỡi các bạn ạ. Đây để cho các bạn nhìn lại một lần nữa này. Im. Để cho nó nằm ở đây thì là mình cân dễ hơn này. Đây được 3 cân rưỡi. Được 3 cân rưỡi. Hơn 3 cân một tí. Đấy rồi vào trong kia ngủ đi. Đi, nó lại vào trong góc đấy đấy. Nó lại vào đúng góc đấy đấy. Vừa cho dê ăn xong, mình lại nhanh chóng là chuẩn bị một chiếc lồng úm. Chả là hôm nay gà con của mình đã lở rồi các bạn ạ. Đây, đây là một bé gà che thái. Đúng rồi, gà che thái. Mới lở ra và cái đuôi đã cong tớn rồi này. Đấy, đẹp phết đấy. Mình biết là gà che thái bởi vì là cái số gà che, trứng gà che thái mình để hết ở tầng dưới này này. Còn tầng trên này là trứng của con gà Tân Châu đấy. Thì cái con gà này nó lở ở tầng dưới thì nó chính là con gà che thái. Và chúng ta có thể nhìn qua chúng ta cũng biết là đây. Mới lở ra mà cái đuôi của nó đã hếch hếch lên y như con bố con mẹ rồi. Đấy. Thì để bây giờ mình đóng cửa mình mang ra ngoài để cho vào lồng úm nhé. Và trước khi cho vào lồng úm thì mình cũng cho các bạn xem luôn là bố mẹ nó như thế nào. Lâu ghê thì mình không quay về bố mẹ của nó nhỉ. Thì bố mẹ nó là mình rốt ở ngoài này này. Đây. Úi. Sau gần một năm trời nuôi gà che thái thì hôm nay mình mới lại đón chào được một bé gà che thái đầu tiên đấy. Trước đó thì kiểu như là nó đẻ trứng ấy, toàn trứng so nó nhỏ tí thôi. Với lại nói chung là mình cũng ấp thử rồi không lở, lần này ấp nó mới nở đấy. Đây, bố mẹ nó đây này. Không biết đâu là mẹ nó, chỉ biết chắc chắn kia là bố nó thôi, còn không biết đâu là mẹ nó luôn. Đây đây đây. Đây này, con nhận ra con không? Này. Đấy. Ui. Khéo nó mổ con nó nhá. Ui, nó sợ con nó. Nó sợ. Đấy, bố mẹ nó đấy các bạn ạ. Đây rồi, để bây giờ mình sẽ mang vào trong lồng úm không nó rét. Gà mới lở này thì nó cũng như những con gà Tây mà hôm qua mình chia sẻ ấy, là mình phải úm điện cho nó ít nhất là một tuần đầu. Ít nhất một tuần đầu rồi là nếu như thời tiết mà nó còn lạnh hoặc là gà nó còn yếu ấy, thì mình lại phải úm thêm khoảng 10 ngày nữa. Thì mình mới lại giữ được cái số lượng gà con nó mới đủ được. Đây cái lồng úm mình đã chuẩn bị ở đây rồi đây. Đấy, cho nó vào đây. Cái này, đây. Tiếc quá nhỉ, nó lở được độc con. Nếu nó lở được hai con thì nó dạy nhau ăn uống thì mình đỡ vất vả hơn. Một con này ấy, thì là nó tập ăn nó sẽ lâu hơn là hai con ấy. Hai con nhiều khi là nó dạy nhau ăn là nó dễ hơn ấy. Đấy. Rồi cứ để nó ở đây để cho ấm áp. Chắc là mai là mới ăn thôi. Còn nó nên chưa ăn đâu các bạn.
Ui ui, hắn cầm con hắn rồi. Ôi chuột chết. Đây là cái đàn chuột hamster của mình các bạn ạ. Hamster bia. Vừa rồi mình có quay cho các bạn xem thì lúc bấy giờ là nó còn nhỏ. Hôm nay mình quay tiếp cho các bạn xem thì là nó đã to như thế này rồi này. Mình đang định là mang ra ngoài vườn rau này để thả nó ra vườn rau xem là chúng nó chạy ngược chạy xuôi, chúng nó vui đùa như thế nào. Thế nhưng mà mang ra ngoài này có vẻ là con mẹ nó sợ. Nó đang cầm con nó đi đây này. Ôi thôi chết rồi, thôi chết 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 chết. Mình đặt nó xuống để cho nó yên tĩnh đã. Đây 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 đây. Thôi, thôi không động lên nữa. Thôi. Ôi nó đang cầm con nó để nó nôi con nó về tổ đấy các bạn ạ. Ôi. À thôi được, để cho mẹ nó chạy ra đi. Đây đây. Con mẹ đang ở dưới đất này. Mình đang thử xem là liệu cái con chuột cảnh này mình thả ra ngoài vườn, ra ngoài đất thì liệu nó có biết đào đất hay là nó biết nghịch cái gì không. Thế nhưng mà ra ngoài này thì kiểu nó sợ quá. Được rồi, con mẹ nó ra rồi thì mình cũng yên tâm rồi. Và cho các bạn xem những con chuột con này. Chưa bao giờ mình nuôi được một cái lứa chuột nào mà nó lại được những cái con chuột con màu đẹp như thế này. Đầu tiên lúc bé các bạn thấy nhỉ, màu nó nhạt nhạt, mình cứ tưởng là đợt này ra lứa con chuột nó sẽ bị xấu cơ. Thế nhưng mà mình không ngờ rằng là nó lại đẹp đến như vậy. Uầy, đây này, những con chuột trắng này này. Chính là chuột trắng này mình nhìn nó lại đẹp và nó sạch. Bởi vì là mình nhìn cái con chuột màu này mình nhìn quen mắt rồi ấy, thì mình thấy nó cũng bình thường. Nhưng mà không ngờ là nó ra cái con chuột trắng này này. Nhìn nó lạ mắt, nhìn đẹp cực kỳ luôn đấy. Đây 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 đây. Để cho đứng ở trên đầu gối mình cho các bạn xem. Wow. Đẹp không này. Thật sự là cái lứa chuột này nếu như sau này mà ai hỏi mua mình cũng không lỡ bán. Kể cả nếu mà nó là được là cái, mình phải tách ra mỗi con một chuồng riêng để cho nó khỏi sinh sản cận huyết ấy, thì mình vẫn muốn giữ lại nuôi. Bởi vì thực sự là nhìn nó đẹp như là một cái con chó con đấy các bạn ạ. Các bạn biết là cái con chó con mà màu trắng khi nó mới đẻ ra không? Đây này, nó đẹp như thế này này. Đây con này, đuôi nó còn dài dài nữa chứ. Cái con hamster thường ấy thì đuôi nó không dài như này đâu. Hamster bia đuôi nó mới dài như này này. Ấy, ghê chưa? Đây cái con mẹ nó sỏng ra ngoài nhưng mà nó có chạy đi đâu. Kiểu như nó vẫn ngửi thấy mùi con nó ấy. Là nó cứ chạy vòng quanh nhưng mà nó không đi. Đấy đấy đấy. Có vẻ là con mẹ nó, ôi, trèo được vào luôn. Ấy, già nó cầm con nó đi rồi. Cầm con nó đi rồi. Để mình thử đổ ra để xem nó cầm con đi kiểu gì. Đây đây đây, để xem nó cầm con nó đi đâu nào. Đâu, đi đâu? Đi đâu, đi đâu? Tổ đâu? Tổ đâu? Tổ đâu, tổ đâu? Ôi, nó vứt trỏng trơ ở đây chứ. Nó vứt ở đây, nó vào nó cầm con khác hay sao ấy. Kia nó chạy đi rồi. Ôi, nó chạy tiếp đằng kia rồi. Chít ơi, con đây mà. Chít, 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 chít. Vào đây. Đây, con đây mà. Đây, nó quay lại rồi đây. Nhanh lên, đây đây, vào đây mấy con, để vào trong chuồng. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Thế. Thôi mình phải mang vào trong chuồng đây. Cái mục đích mà mình mang là thả trong cái vườn rau này của mình không thành công mất rồi. Ôi, 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 ngã, ngã, ngã. Ngã ra, ngã ra. Ngã. Chui vào đi, thế. Đấy, mình lại phải mang lại nó vào trong cái tổ không thì nó đang hoảng sợ, nó đang hoảng sợ, nó đang hoảng sợ. Ui. À để tiện tiện mình vặt cho nó cái bông hoa hồng. Vặt cho bông hoa hồng, đây, đây, đây. Hoa hồng đây. Có hoa hồng. Đây. À, không biết chuột con nó biết ăn hoa hồng chưa nhỉ? Ô con mẹ nó đâu ấy? À đây 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 đây, nó đã ra ra đây. Chu 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 chu. Đây hoa hồng đây, ăn đi. Ăn đi. Giờ nó còn không thiết gì hoa hồng nữa rồi. Nó đang tìm đường để nó nôi con nó đi. Ui ui ui. Ui nó làm dữ thế. Ờ hôm nay cái hoa đỏ đỏ này nó không ăn. Mới lại nó đang sợ. Để mình mang nó vào. Út thôi. Có lẽ là cái video hôm nay thì mình toàn quay cho các bạn xem về những cái con mà nó mới đẻ thôi. Trước khi cho các bạn xem về những cái chú yến phụng non ấy thì cho các bạn xem về cái con chuột là lang Mỹ của mình, nó lại đẻ thêm một đàn nữa này. Đây nó ở trong này này. Ấy. 2 3 4, 4 con. Đây. Ôi, ôi, một con chạy ra ngoài rồi. 4 con. Nó vừa mới đẻ hôm qua đấy. Nó đẻ được tầm nó khoảng 24 tiếng thì là nó đã khô lông và nó đẹp như này rồi này. Biết chạy rồi, biết ăn rồi. Thôi chuột chuột lang à quên. À ừ đúng rồi, chuột lang Mỹ thì nó đẻ nhiều rồi, các bạn biết rồi đúng không? Mình chỉ quay cho các bạn xem thế thôi. Và cái điều mà ngóng chờ nhất bây giờ là cái con yến phụng này này. Đấy. Yến phụng thì bây giờ nó đã lớn hơn rồi. Thế nhưng mà có một điều là thế này, là có một con yến phụng non là nó bị mất mất rồi các bạn ạ. Chẳng là thế này. Ồ, kiểu như là cái con yến phụng to ấy là nó đủn con yến phụng non ra khỏi tổ đấy các bạn ạ. Đây. Đấy. Bên này hôm vừa rồi là có 3 con đúng không nhỉ? Ba con thì bây giờ còn 2 thì nó mất ở cái tổ này này. Là những con to ấy, nó đủ cái con ra ngoài. Nó không cho con mẹ bón con non. Ấy thế chị nị. Mình không kịp bắt ra nuôi. Nếu mà mình biết sớm ấy, mình bắt ra ngoài nuôi sớm thì khả năng là mình giữ được cái con non đấy.
Đây chúng ta sang cái tổ bên này. Cái tổ này thì mình đang vướng, mình chưa soi được. Đây tổ này. Tổ này thì con nó mới lớn hơn được một tí. Con sang tổ bên này. Đây là tổ chim yên phụng này, là màu vàng xanh. Màu vàng xanh, cái tổ này vẫn đủ 3 con. Đây còn cái tổ này này. Tổ này chắc mình phải mở lắp là mới nhìn được nó. Đấy. Đấy. Đẹp lắm các bạn ạ. Đấy. Thôi mình lại phải đậy vào. Tiếc quá, nếu mà mình biết sớm ấy thì mình sẽ bắt cái con non ở trong cái tổ kia kìa. Ra mình tự nuôi bộ, thế nhưng mà mình biết muộn quá, nó đẩy cái con ra ngoài, nó rơi đất thì nó bị chết đất từ nửa đêm cơ. Thì là mình ra nó đã mất mất rồi. Đó. Rồi mình thăm thế thôi, mình phải ra ngoài không thì cái con yến phụng mẹ nó sợ. Ui ui, chuột lang, dẫm phải chuột lang. May nó không cần gì. Ui, làm gì mà bụi này. À, cái con đà điểu nó đang rũ đất. Để mình đóng cái cửa vào cái nắng. Đà điểu ấy thì nó có một cái kiểu thế này này. Nó không tắm nước đâu, nó chỉ tắm cát thôi. Nó như những cái con gà ấy, nó không giống như những con vịt. Là nó độc tắm cát thôi. Nó lấy cái cát để nó tắm, để nó rũ cái lông của nó này. Đấy. Cái kiểu tắm cát này là cái bản năng của nó rồi. Nếu như mình không có cát thì là nó nhịn tắm, hoặc là mình dội nước thì nó bắt buộc nó phải tắm nước thôi. Còn thì nếu mà cứ có cát ấy là nó tắm cát suốt ngày này. Đấy. Bây giờ mà nó đứng lên mà lại thấy quả trứng ở dưới bụng nó thì vui cực kỳ nhỉ. Dậy đi. Dậy. Mở ra mà có trứng thì thôi. Ai không có, nó dậy rồi. Không có trứng. Đấy. À, thôi các bạn ạ, trời thì cũng đã về chiều rồi. Hôm nay mình không quay được video dài. Hẹn các bạn ở trong những nội dung video sau, mình sẽ cố gắng quay dài hơn cho các bạn xem nhé. Bây giờ thì mình lại phải tạm dừng ở đây rồi. Hẹn lại các bạn trong những video sau.